OK, xin chào tất cả mọi người. Và cùng một kênh channel episode của đội channel P Gaming KX. Ngày nay nhóm đang và hà nhóm P được biết này cả. Dương ba và up đi có lucky draw nữa. Nằm bay vô mơ tha với bạn ấy cả. Chẳng tốn cho tới lucky draw sẵn. Này như mình dương para chim mới nâng sẽ chứ. Phần này goal royal pass. Ok chẳng nhóm cái draw vậy bạn ấy kế. Ok bạn skin cặp lương clay mùi skin ấy vậy. Chẳng tịch nhà đó này. Cái cặp lương clay cứ Dexter Hunter mùi tiết cứ vào mùi tiết đấy. Ok ào mở sân mình cho mùi kia black basketball cho xe. Ok steam mà đào tiết mùi tiết cứ t-shirt roll t-shirt. Ok xuyên chất áo hắn là sao pram đoàn tiết khao shot khao no flip khao qua đã mua ba ra tiết shoulder cap mua tới hiến khao này cứ cool exue ya nó sao mùi đong trong crowd tiết em đong tiết này t-shirt smile rụt emoji nhóm. Ok mà đong đi trong crowd mà này khác spring bạn đã skin nâng từ chỗ này sang sập đô la. Ok go swing bay rồi lôi đô la nọc nông game đang đun đi mày. Ok và là hột bàn này thôi nhận mình là bao lõi là ôm skin sọn gắn khao năng đi đấy. Và là ở lôi mà mình lôi tục lôi tình hero này. Ok bạn đang sẵn nhầm bây sẵn xây kê bạn bảo áp ấy khá cùng nâng pram. Ok bạn càng khôi mà vinh cùng nâng pram cùng nâng pay. Ok bạn buồn mà vinh ta tiết mà ok got a red item ok bạn hero đi muối nhưng bạn bạn muối bạn drone thì air drop nằm đòn thì trong cái ok skin đội môn và năng mana này cho tầm mơ bệnh mà mơ mua vẹo mộ đây mối được có mộ đi các bạn này
បាន2ថ្ងៃអូខេអែលអោខប់ខប់ហើយនេះហើយនេះខាងនេះស្បែកជើងជើងយកអាថ្មីអូខេ open quick pick ណាឈុតនេះទៅមកណានេះបានមកឈុតតែម្ដងអូដាអាចឆាងដល់យកអីគេ200ខ្ញុំមាន20 20ដុល្លារបានអីអត់មាន normal អត់ក្រិចតាញូខ្ញុំមានច្រកថា4គឺមាន Kelly មាន Andro មាន EV មាន Adam ខ្ញុំប្រើមួយណាចូលទៅមើល store តិច store គឺមានប៉ុណ្ណឹង collection collection មាន skin កភ្លើងដល់ skin អស់ញូជរិចស្ថានេះបានអីអូអាប់ដេតអូជរិចស្ថានអត់ទាន់ទិញហោះឈ្មោះអីគេនាមតាខេលីមានរិចខ្វេសទទួលសិនឈ្មោះដូចខ្ញុំទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំត្រជាមួយនឹងលាក់ខីរ៉ូយ៉ាល់អឺបានទទួលបានស្អីខ្លះដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនៃការទិញលុយរបៀបដាក់លុយនៅក្នុងហ្គេម Free Fire ហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយបើចូលចិត្តចុច Subscribe មួយហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន Notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយ